Chào các bạn, đây là những cái cây húng chanh. Tại sao hôm nay tôi lại hướng dẫn các bạn trồng cây húng chanh? Vì cây húng chanh có một đặc điểm rất đặc biệt, đó là khi chúng ta cắm cành. Đây là những cành mà tôi vừa cắt ra. Và khi chúng ta cắm xuống đây thì sau khoảng độ cắm xuống cái phân chuồn quế đây, không biết là cái đất khác thì trồng như nào, nhưng mà sau khoảng độ một tuần thì nó bắt đầu nảy rễ. Có thể ngày mai nó sẽ héo đi, nhưng mà một tuần thì bắt đầu nó bật rễ lên và nó sẽ tự hình thành một cái cây mới. Đấy, bằng phương pháp là cắt rễ, đúng không? Cắt rễ và dầm cành. Thì đây có hai loại gốc mà chúng ta sử dụng để dâm xuống. Đó là cái loại gốc mà cắt không có ngọn. Đấy, cắt ở giữa có ngọn. Và chúng ta phải cắm cái phần mà phía dưới, cái gốc phía dưới xuống, phải cắm đây. Đó, thì nó sẽ lên. Sở dĩ tại sao chúng ta cần nhiều cây húng chanh, vì thứ nhất cây húng chanh là một loại cây thuốc. Tức là nhà nào có trẻ em thì người ta hay dùng cái húng chanh này, sau đó giã ra và cho trẻ em uống. Cũng có thể đun lên hoặc là cũng có thể uống sống. Người lớn ho thì cũng uống cũng rất là hiệu quả. Đây thì các bác sĩ đều biết, đúng không? Cái thứ hai nữa là sau một thời gian mà chúng tôi vô tình trồng cái cây húng chanh này ở bên cạnh những cái thùng rau của chúng tôi, đặc biệt là những thùng rau cải mà hay bị sâu ăn, thì có những thùng rau cải trồng xa cái thùng húng chanh thì nó bị sâu tấn công. Còn với những thùng rau cải mà trồng cạnh cây húng chanh, trồng cạnh thùng húng chanh thì lại không bị sâu. Đấy, như vậy chúng tôi đưa ra một kết luận rằng cái mùi của cây húng chanh là cái mùi mà có thể xua đuổi được cái loại sâu bệnh, các loại bướm, thì mùi của nó rất là hắc. Đấy. Như vậy cây này cũng có thể là một cây thiên địch đối với các loại sâu. Đây chúng ta sẽ tiếp tục cắm những cái cành húng chanh mà chúng ta đã cắt xuống. Như vậy thì chúng ta trồng cây này, thứ nhất là chúng ta có một cái mùi hương mà rất là dễ chịu đối với con người. Đấy, tất nhiên là có một số người thì họ cảm thấy là mùi thì nó hắc. Đấy, nhưng mà chúng ta cũng có một cái cây thiên địch đối với loại sâu bệnh. Và đặc biệt là chúng ta trồng cạnh những cái luống cải. Vì đặc biệt là cải hay bị sâu bệnh các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ có một cái thứ vũ khí tối tân và hoàn toàn sạch, hoàn toàn tự nhiên để chống lại sâu bệnh. Và nếu đây là một trong cái kinh nghiệm của chúng tôi, và nếu các bạn cảm thấy hay thì các bạn có thể chia sẻ cho mọi người được biết. Các bạn có thể ấn subscribe kênh để chúng tôi có thể chia sẻ nhiều cái kinh nghiệm hơn, đúng không? Tôi sẽ cảm thấy là rất là hân hạnh, vui sướng chia sẻ nhiều cái kinh nghiệm hơn. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.